Mẹ, cơm trưa nay mẹ nấu hơi chán đấy nhá. Làm đã mệt rồi, đến mở hộp cơm ra toàn đồ thừa với cũ từ hôm qua. Ai đời, rau thì mặn này, thịt thì cháy này. Thế là còn phải đi ăn ngoài này. Này cô, có mắt như mù ấy. Tại sao lại cầm nhầm hộp cơm của chồng là thế nào? Cố tình đúng không? Từ lúc mẹ sắp cơm đến giờ, trưa nay là bữa cơm ngon nhất mà em đã từng được ăn. Trưa nay có cá hồi này, có tôm, có thịt gà, có cả rau xào nữa. Hóa ra là em cầm nhầm hộp cơm của anh đấy chồng ạ. Con cũng chỉ vô tình cầm nhầm hộp cơm của chồng con thôi. Con chưa bao giờ nghĩ rằng hai hộp cơm có vẻ ngoài giống nhau, nhưng bên trong lõi lại khác nhau mẹ ạ. Cũng như chúng con đều là con của mẹ, đều gọi mẹ là mẹ, nhưng trong lòng mẹ, vị trí của hai đứa con lại khác nhau. Con này,